Xin chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Người dạy Ngọc Trinh lái mô tô thả hai tay bị khởi tố hai tội danh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ và khởi tố hai tội danh đối với Trần Xuân Đông, người dạy người mẫu Ngọc Trinh lái mô tô. Cụ thể, Trần Thị Ngọc Trinh, tức người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Còn người dạy Ngọc Trinh lái mô tô là Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ quận 4, bị khởi tố về hai tội danh. Qua điều tra, Đông khai nhận, mặc dù biết rõ Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng ngày 6 tháng 10, người này vẫn cùng người mẫu tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59A3-11588 nhãn hiệu BMW dung tích xi lanh 999 cm³, lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao thuộc đường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức. Trong lúc chạy xe còn biểu diễn các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe, v.v. Diễn biến này có quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Trước đó, vào đầu tháng 9 năm 2023, Đông cũng đã cùng với Ngọc Trinh tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô hiệu Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Cụ thể, đã thực hiện các động tác lái xe phản cảm nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy và cũng cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Trên các clip có thể hiện hình ảnh Đông có những hướng dẫn cụ thể cho Ngọc Trinh tạo dáng nguy hiểm khi lái mô tô phân khối lớn. Đồng thời, hình ảnh của clip cũng thể hiện Đông cùng Ngọc Trinh, mỗi người lái một xe, lưu thông trên đường cùng nằm dạp trên yên xe khi di chuyển tốc độ cao. Do đó, Trần Xuân Đông đã có hành vi gây rối trật tự công cộng cùng với Ngọc Trinh. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra còn xác minh làm rõ nguồn gốc xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3-11588. Đồng đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 122678 được xác định là giả. Qua đấu tranh, Đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả, nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3-11588, nhãn hiệu BMW có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng. Do đó, Trần Xuân Đông có hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức quy định tại Điều 314-318 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án. Quá trình điều tra, người mẫu Ngọc Trinh thừa nhận hành vi vi phạm như các clip tự đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội và cho biết không hình dung là vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế này. Như đã thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh, tức người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ quận 4, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 314-318 Bộ Luật Hình sự. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ các tình tiết liên quan. Vụ việc người mẫu Ngọc Trinh với những clip lái mô tô tạo dáng nguy hiểm và thả hai tay được chia sẻ rộng khắp trong những ngày qua, gây bức xúc dư luận. Khi bị điều tra, làm việc với các tổ công tác của Công an thành phố Thủ Đức, Phòng Cảnh sát điều tra Đường bộ Đường sắt và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Trinh đã thừa nhận tất cả những hành vi vi phạm đúng như các clip trên mạng xã hội phản ánh. Ngọc Trinh khai báo có niềm đam mê với xe phân khối lớn, do đó đã thuê người hướng dẫn lái là Trần Xuân Đông nhằm thời gian tới thi bằng lái xe A2. Cả hai chọn những cung đường vắng vẻ để tập luyện. Lúc cao hứng thì Ngọc Trinh chạy xe một mình hoặc cùng Đông điều khiển xe mô tô, lưu thông vào những tuyến đường đông đúc. Ngọc Trinh cho biết không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế. Cơ quan công an làm rõ và bản thân Ngọc Trinh có khai báo, quá trình Ngọc Trinh cùng người hướng dẫn tập luyện đã có quản lý và người giúp việc của Ngọc Trinh đi cùng để hỗ trợ quay hình. Sau đó, ekip của Ngọc Trinh biên tập lại các đoạn quay. Ngọc Trinh tự đăng tải các clip trên các tài khoản mạng cá nhân như TikTok Ngọc Trinh, có 6,8 triệu người theo dõi, đã đăng tải 5 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm vào các ngày 24 tháng 9, 28 tháng 9, ngày 2 tháng 10, ngày 6 tháng 10 và ngày 8 tháng 10. Facebook Trần Thị Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng với hơn 3,1 triệu người theo dõi. Hai trang fanpage Ngọc Trinh hiện có 2,7 triệu lượt thích, 5,9 triệu người theo dõi, đăng tải một video thể hiện Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân. Ngọc Trinh và Đông khai các clip trên mạng xã hội như nói trên không phục vụ cho hoạt động quảng cáo cho các hãng xe mô tô phân khối lớn. Chủ đích của Ngọc Trinh vốn là người nổi tiếng nên muốn tạo ra hình ảnh đầy mạnh cá nhân trên mạng xã hội.
cơ quan điều tra nhận định Ngọc Trinh là người có ảnh hưởng xã hội, các tài khoản mạng xã hội cá nhân có hàng triệu người theo dõi, nên việc đăng tải, phát tán các video clip như đề cập nói trên ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật. Trước đó, người mẫu Ngọc Trinh bị té xe, thương tích nên lực lượng cảnh sát giao thông đã đến tận nhà lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ hai xe mô tô phân khối lớn. Theo thông tin cho hay, vụ việc Ngọc Trinh thả hai tay khi điều khiển mô tô phân khối lớn lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc. Ngoài đội cảnh sát giao thông thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng vào cuộc xử lý. Theo đó, Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu diễn viên Ngọc Trinh 34 tuổi, đã thừa nhận các vi phạm hành chính do các đơn vị trên xác lập. Theo đó, vụ việc Ngọc Trinh điều khiển xe mô tô thả hai tay tạo dáng nguy hiểm, phòng PC08 và công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc xác minh xử lý. Các cơ quan này đã làm rõ vi phạm hành chính của Ngọc Trinh. Cụ thể, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh có đăng tải clip điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59AA001 di chuyển trên đường. Cơ quan chức năng xác định địa điểm mà Ngọc Trinh điều khiển xe vi phạm là ở cầu Ba Sơn, phường Bến Nghé, quận 1. Đây là địa bàn do phòng PC08 quản lý. Do đó, phòng PC08 đã lập biên bản vi phạm đối với Ngọc Trinh với các hành vi vi phạm gồm điều khiển phương tiện che lắp biển số, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện biển số 59AA001. Ngoài ra, trên mạng xã hội còn lan truyền các clip Ngọc Trinh điều khiển xe thả dáng nguy hiểm, thả hai tay ở địa bàn thành phố Thủ Đức. Cụ thể, clip Ngọc Trinh lái mô tô thả hai tay như các clip lan truyền được xác định diễn ra ở đoạn đường nội bộ trên đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Đây là đoạn đường do công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh quản lý, đầu tư và xây dựng trong dự án khu đô thị Thủ Thiêm chưa đưa vào sử dụng, bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý. Còn các clip thể hiện Ngọc Trinh biểu diễn ngồi trên yên xe và bị ngã xe là đoạn đường Võ Chí Công thuộc khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Từ cơ sở xác minh, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngọc Trinh về các lỗi vi phạm như nằm trên yên điều khiển xe, không có giấy phép lái xe, đồng thời tạm giữ phương tiện. Được biết, khi điều khiển xe mô tô tạo dáng nguy hiểm và thả hai tay, Ngọc Trinh bị té xe, thương tích nhẹ ở chân, không đi lại được. Khi vào cuộc điều tra, cán bộ của phòng PC08 và đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thủ Đức đã liên lạc đến tận nhà của Ngọc Trinh làm việc với sự chứng kiến của công an phường Phú Hữu. Và đến ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức liên quan đến vụ người mẫu Ngọc Trinh thả hai tay khi lái mô tô gây xôn xao. Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự.